Hello, xin chào các bạn trở lại với channel của mình. Và tiện một ngày đi chơi thì mình cùng xem trong showroom Honda Auto hiện nay thì ghé ngang nhanh qua các mẫu xe đang được bày bán với cái mức giá như nào. Đây, vòng showroom này. Đó, thì ok, chúng ta bắt đầu từ trước Honda Accord. Đấy, thật ra thì mình cũng đã định làm con này cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên mình cũng không đi lại nhiều được. Và cái video đánh giá chi tiết về chiếc xe này mình sẽ cố gắng ra sớm nhất. Thì hiện nay Honda Accord đang được niêm yết với cái mức giá là 1 tỷ 319 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại. Thì sơ nhanh qua thì nó cũng khá là đẹp và cũng khá là thể thao. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay với cái phân khúc D như này, chúng ta có Camry nhập khẩu này, chúng ta có Mercedes C180 vừa ra mắt này. Đấy, chưa kể những cái đối thủ khác như Mazda 6 rẻ hơn, nhiều tiết kiệm chi phí hơn, hay là những người trẻ hay đi Mercedes. Đó, đây là phiên bản màu đen. Và mình chỉ đi nhanh qua những xe này thôi. Giá bán đang được bày bán tại showroom. Và nếu quý khách hàng có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua là đính kèm trên video. Bên cạnh đây là chiếc Honda Civic. Đây là phiên bản RS và cao cấp nhất này. Đó. Thì Honda Civic thì trước nay vẫn rất đẹp, phải là rất đẹp, rất thể thao. Tuy nhiên thì cái mức giá của nó cũng là một trở ngại khá là lớn. Đó, thì với cái mức niêm yết đang là 929 triệu. Tùy theo màu sắc nữa thì phải. Đó, đây chúng ta thấy Honda Civic phiên bản RS. Đây có cả đuôi gió đằng sau này. Và cái đèn hậu thì đẹp mê ly luôn, không phải nghĩ. Thật ra mình không chê thì Honda Civic cả, rất đẹp, mê ly mà giá hơi cao. Tất nhiên thì 919 thì vẫn chưa bao gồm chi phí khuyến mại. Và phiên bản Civic E đang được khuyến mại cũng khá mạnh, khá nhiều. Đó, Civic thì là xe nhập khẩu nguyên chiếc, hiện nay cũng chưa có xe lắp ráp. Màu trắng nha, Bangkok màu đen, Civic màu trắng. Đây, bạn thấy xe nào đẹp hơn? Mình cũng thích Civic, đã có doanh nghiệp doanh nhân đi. Rồi, chúng ta có đây Honda City. Đây là phiên bản 1.5L và đang có mức niêm yết là 599 triệu. Honda City thì đã ra mắt phiên bản 2020 tại thị trường Thái và đang là chiếc xe bán top 1 tại thị trường Thái Lan. Đây từng là một đối thủ một thời của Toyota Vios đây. Hiện nay thì Honda City đang giảm với cái mức giảm có thể nói là sâu nhất từ thời điểm Honda City ra mắt. Đấy, khuyến mại cụ thể thì khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline. Rồi, chúng ta có hai chiếc xe ở đây là hai phiên bản Honda CR-V và phiên bản cao cấp nhất phiên bản L màu đen 1 tỷ 093 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại, đang giảm rất sâu. Phiên bản G màu trắng như này cũng đang được khuyến mại quanh gần lít, nhiều thật sự. Thì có thể nói trong cái thời điểm khó khăn dịch Covid như này thì chưa bao giờ Honda lại giảm nhiều.
và giảm đồng loạt trên các mẫu xe của mình về giá bán. Đó, chúng ta thiếu ở đây một vài mẫu như Honda HR-V này, Honda Brio và Honda Ra. Tuy nhiên đều là những chiếc xe đang giảm rất nhiều và gần như là đang cháy hàng, chưa có để trưng bày ở đây. Đó, trước chỉ về là bán ra cho khách hàng. Đó, quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu xe Honda và cần tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là báo giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm ở trên video. Mình cũng sẽ cập nhật liên tục các giá xe và mẫu xe các hãng khác. Đó, quý khách hàng có thể để lại một like, share và subscribe để theo dõi những video muốn ra mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.